các nhà lãnh đạo Ba Lan, Litva thăm khu vực biên giới chung. Tổng thống Ba Lan, Lithuania đã đến thăm khu vực biên giới chung của họ, được gọi là khoảng cách Suwaki, vào thứ Năm ngày 7 tháng 7. Qua chuyến thăm cho thấy khu vực này đã được bảo vệ trước cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Litva Gitanas Nusida cho biết, điều quan trọng là tất cả hai nước đã tiếp tục tăng cường, năng lực phòng thủ và huấn luyện với các lực lượng trong khu vực để giữ an toàn. Được bao bọc bởi vùng đất Kilanikrad ở Nga, ở phía Tây Bắc và Belarus ở phía Đông Nam. dải đất chỉ dài 104 km là đường kết nối đất liền duy nhất giữa các nước Baltic và các thành viên của châu Âu, của NATO, và đây là khu vực cực kỳ quan trọng đối với NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Avidas cho biết NATO đã có một thông điệp rõ ràng đối với các mối đe dọa từ Nga và Belarus rằng đừng cố gắng kiểm tra lực lượng của họ biên giới của NATO là không thể chạm tới. Nga đã phủ nhận kế hoạch tấn công Baltic và nói rằng NATO đang đe dọa sự ổn định của Đông Âu bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự ở đó và dàn dựng các trò chơi chiến tranh như vậy.